Chào mừng tất cả anh em quay trở lại với kênh của mình và mình là MyHooGamer. Và chào mừng đến với cái video tiếp theo, một trong những cái video về siêu dự án tháng 2 của mình. Và trong video này mình sẽ vừa có gameplay, vừa có một số những cái lưu ý cho anh em khi anh em đang ở liên minh thấp, đặc biệt là anh em đang ở liên minh kim cương trở xuống. Đó chính là riêng tư này, tuyển dụng này, riêng tư gì đó, rồi đến đồng, bạc, vàng và kim cương. Thì nhiều anh em rất hỏi mình rất là nhiều. Con này khá là khó chịu nha. Con này không phải là hạ cúp đâu, mà con này đó chính là nó muốn chơi mình đấy. Nó muốn chơi mình này. Nhiều anh em hỏi mình rất là nhiều và hỏi mình là nên đầu tư robot gì này, hay là nên mua vũ khí gì, tích vàng thì mua được thì nên mua robot gì cho mạnh, và cũng như là nên sản xuất robot gì ở trong sở chế tạo. Thì đó là một số câu hỏi anh em đã hỏi mình trên phần bình luận của cộng đồng YouTube, và cũng như là anh em hỏi riêng trên Facebook, và cũng như là anh em hỏi trên trang Facebook page của mình. Thì cảm ơn anh em rất nhiều, nhưng mà mình nhận thấy một cái điểm chung của anh em khi anh em hỏi là chính là anh em chỉ hỏi mình là việc mua robot hoặc là vũ khí gì, mà anh em không hỏi là làm cái gì là tốt nhất ở trong cái những cái liên minh như vậy. Thì ok, trong video này mình sẽ giải thích nha, nhưng mà mình sẽ không giải thích luôn, mà mình sẽ vừa kết hợp gameplay vừa giải thích cho nó hay hơn. Đầu tiên mình sẽ kích hoạt chế độ Rust để truy đuổi Hades, để truy đuổi Ares, từ việc con Kalas nó sẽ KSQ. Và sau khi phá xong cái khiên của Kalas thì mình sẽ quay lại tấn công này. Nó lắc đầu, nó bảo không, nhưng mà đừng hòng, nó đã tấn công mình trước và sau đó thì nó bị mất khiên và nó bảo không, không được đâu nha. Các bạn biết gì không? Khi ở liên minh thấp ấy thì các bạn có thể là các bạn sẽ về lại những cái, các bạn sẽ về lại những cái nick này, các bạn sẽ về lại những cái liên minh này để chơi lại giống mình. Thì đấy là mình rất là ok, mình không có ý kiến. Nhưng mà khi các bạn mới chơi, các bạn mới sử dụng trò chơi, bạn mới tập chơi khoảng tầm vài tháng mà các bạn lên được những bậc rank từ kim cương trở xuống, thì các bạn chưa hiểu rõ về game, thì các bạn đừng nên mua bất kỳ một loại robot gì, nó sẽ rất là phí phạm. Và lời khuyên của mình đó chính là các bạn hãy tích thật nhiều vàng, thật nhiều bạc, các bạn hãy tích thật nhiều mảnh của robot. Đây không phải là mảnh như kiểu nó lắc đầu anh em ơi, nó lắc đầu kìa. Đừng tích mảnh bằng cách là anh em sản xuất, hãy tích mảnh như kiểu là người ta tạo miễn phí cho mình ở trong cái phần thưởng tháng, ở trong cái hòm dương chiến đấu ấy, hoặc là các bạn quay sự kiện nó sẽ ra, hoặc là các bạn quay hòm chìa khóa, hòm key ấy, đấy. Thì anh em hãy tích thật nhiều bạc, vàng và một số tài nguyên khác, ví dụ như kiểu là năng lượng pin hoặc là bạch kim, platinum, để làm gì, để có thể có được một lượng tài nguyên khá là lớn. Và anh em hãy tìm hiểu rất nhiều về trò chơi, có những loại robot gì, có loại vũ khí gì, có loại titan nào, sẽ có bao nhiêu tài nguyên cần sử dụng, sẽ có những cái luật lệ gì trong trò chơi và cách thức làm việc của Pisonic, và cũng như là sự tăng giảm sức mạnh thường xuyên mà họ đã đưa ra. Mình sẽ lấy một vài ví dụ. Anh em sẽ thấy người ta chơi League rất nhiều ở thời điểm này và anh em sẽ build League. Nhưng anh em sẽ không hề biết rằng là trong một vài tháng nữa thì người Pisonic sẽ giảm sức mạnh của League xuống. Đây là một điều hiển nhiên mà ai cũng sẽ biết, mà không chỉ riêng mình, và mình đảm bảo là người ta sẽ giảm sức mạnh của League, tại vì nó rất bá đạo ở trong thời điểm hiện tại. Và khi mà anh em không biết thì anh em sẽ sản xuất League, và một thời gian nữa anh em sẽ bị lỗ, tại vì là nó sẽ rất là yếu và anh em sẽ mang vào bên trong kho của anh em. Tất nhiên là League ở trong cái liên minh này nó sẽ rất là mạnh, nhưng mà cái điều mà mình muốn nói đó chính là anh em sẽ không nên làm như vậy, thì tại vì nó sẽ rất là tốn thời gian này, tốn tiền bạc này, tốn công sức, và cũng như là nó sẽ làm nhụt ý chí của anh em sau khi anh em biết được cái con mà mình sản xuất nó sẽ bị giảm sức mạnh đấy. Tìm hiểu thật nhiều cái cách thức hoạt động của Pisonic, về việc bao gồm là ra vũ khí mới, nó có cơ chế gì, việc tăng giảm sức mạnh của nó, để từ khi một khi anh em đã thuần thục cái việc đó rồi thì anh em sẽ build cho mình một con robot và con cái vũ khí thật là hợp lý. Ví dụ anh em không cần phải build League, anh hãy build một con robot khác, ví dụ là con Fenrir chẳng hạn. Có Fenrir và cái setup đó chính là Corona và Ember, hoặc là
Avenger hoặc là Viper chẳng hạn. Đấy là những cái vũ khí nó cùng hợp meta và cũng như là con Fenrir, mặc dù nó không mạnh bằng Lich nhưng mà nó không bao, nó ít khi chứ mà không bao giờ, nó rất ít khi bị Pisonic đụng chạm tới. Và nếu đụng chạm thì cũng là tăng chứ rất ít khi giảm, mà nếu mà giảm thì cũng rất là ít, tại vì cái số lượng người chơi con robot đó và cái sức mạnh của robot đó nó không thể nào mà quá bá đạo bằng Lich được. Chỉ vậy thôi các bạn ơi, chỉ vậy thôi. Em hiểu chưa? Ví dụ là mình build con Raker này, cái thời gian mà mình build Raker thì đấy là cái thời gian mà Ares nó làm chủ bá đạo, nó làm chủ cái chiến trường, nhưng mình không build Ares tại vì nó bị giảm sức mạnh rất là nhiều. Mình đã kịp đàn áp nó trước khi nó bật cái khiên và cuối cùng là nó bị chịu sát thương. Và chú mình rất thích cái âm thanh của con Raker khi nó bắn ra cái tia chú này ra, nghe rất là hay luôn, khá là buồn cười. Ôi từ các bạn ơi, chú phát nữa này. Và bùm, mình đang build Glory cho Raker, mặc dù mình biết là Glory sắp bị giảm sức mạnh nhưng mình vẫn build, tại vì là nó mạnh hơn Thunder rất là nhiều. Thunder thì trong bản này thì rất ít người sử dụng, tại vì nó là vũ khí bị out meta rồi, nhưng mà mình vẫn KS được rất nhiều mạng nhà Thunder. Ok, một lưu ý nhỏ cho anh em khi chơi Raker đó chính là anh em đừng hổ báo lao ra khi mà anh em đã thành công đàn áp sát thương như thế này này, tại vì là đàn áp sát thương là một chuyện, còn cái việc là kẻ thù có bao nhiêu hỏa lực thì nó lại là một chuyện khác. Ví dụ các bạn không thể nào mà đem so sánh một hỏa lực của Corsac khi so với hỏa lực của Lich được, hai hỏa lực này cực vô cùng là khác nhau, mặc dù là khi anh em đã giảm sát thương ra rồi, anh em vẫn phải cố gắng nhìn xem kẻ thù là như thế nào và sau đó thì tìm cách tấn công thật là hợp lý nha. Mình sẽ cố gắng giải phóng các cuộn này, bắn này chú và ok, không chết. Chết rồi, godlike luôn, như thần như thánh. Giải phóng cột này, tuy mình không chịu giải phóng cột mà tuy mình rất mất quá nhiều cái thanh sinh mệnh, điều này sẽ khiến cho trận đấu càng trở nên khó khăn hơn. Đàn áp này ok, và chúng ta sẽ đợi con Titan này đến, nó mất đi cái khá sát thương rồi nha. Cái điểm mà giúp cho các bạn nhận biết được là con này nó mất đi cái sát thương ở đâu đó chính là các bạn nhìn thấy cái vũ khí to đùng ở sau lưng không, khi mà nó kích hoạt được ấy, đây nó kích hoạt được cái này thì có nghĩa là nó đang có một lượng khá sát thương rất là nhiều, và khi mà nó đã nó chuyển về đằng sau lưng thì có nghĩa là nó sẽ được nhận 100% sát thương mà anh em gây ra, và mình cũng bơ hơi quá nhanh luôn. Chúng ta gần như là thua trận đấu này rồi, không có cách nào khác, mình sẽ cố gắng tạo nhiều sát thương nhất có thể để có thể nó vị trí cao ở trên bảng xếp hạng. Tấn công này, cố gắng tấn công rất thật là nhiều nhưng mà không ăn thua. Ok các bạn ơi, và đó là một số những cái mẹo khi mà các bạn chơi Raker, và cũng như là mình đã nói cho các bạn biết là các bạn nên làm gì ở Liên Minh Bạc. Các bạn hãy chơi thật nhiều, tích thật nhiều tài nguyên, tìm hiểu cơ chế của Pisonic, bao gồm việc ra vũ khí mới nó có cơ chế gì, và việc tăng giảm sức mạnh trong tương lai khi mà họ định làm đó là như thế nào, để từ đó có thể nắm vững được. Ngay cả khi bạn là một người chơi ở Liên Minh thấp nhưng mà kinh nghiệm của bạn đã là như một bậc thầy, một người chuyên gia rồi. Và đây là bảng điểm số các bạn ơi, mình hơn team bạn rất là nhiều, nhưng mà mặc dù là các bạn nhìn này, cái như bạn nhìn cái thanh cột ấy, team mình 4 người không giảm máu cột nào, còn team bạn có một người tận giảm máu tận 5 cột liền, các bạn đứng ở vị trí hạng 3 kìa. Đó, điều này khá là buồn cười. Và anh em nghĩ sao về cái mẹo mà mình đưa ra cho anh em, khi anh em nên làm gì ở Liên Minh kim cương trở xuống, thì đừng quên bỏ lại một
cảm nghĩ ở phía dưới phần bình luận. Nếu mà thấy hay thì đừng quên bấm thích ở phía dưới phần comment và cũng như là đăng ký kênh, hãy cân nhắc nhé để luôn cập nhật những video mới nhất khi mình đăng tải lên. Và đừng quên là hãy bật nút chuông ở phía bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ một video nào mình đăng lên, anh em sẽ nhận được luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều.